vị tới tham dự đêm diễn nguyện hôm nay, như phần đầu chúng con đã giới thiệu, có một linh mục, nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những bài thánh ca đi vào lòng người như Tình Ngài Gọi Con, Dấu Ấn Tình Yêu, Tháng Năm Đời Dâng Hiến. Và không ai khác, đó chính là cha Phaolô. Mặc dù luôn bận rộn với sứ vụ tông đồ của mình, nhưng cha đã ưu ái nhận lời mời của cha quản sứ để đến cùng hiệp thông và cầu nguyện với giáo hội chúng con. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha Xuân Đường. Kính cha quản sứ, kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, tất cả quý ông bà anh chị em, ngày mai giáo họ của chúng ta có được khánh thành nhà thờ, và cha Xuân Đường là cha hàng xóm, cũng là cha quê hương nhưng mà là cha hàng xóm, không tham dự được hôm nay lên hiện diện với quý ông bà anh chị em và hiệp với tất cả hơn 1.500 giáo dân giáo sư họ của giáo họ Hòa để nói lời tri ân Thiên Chúa. Và bây giờ cha Xuân Đường sẽ hát một bài hát thay lời muốn nói cho tất cả quý ông bà anh chị em ở đây, đó là Xin Là Áng Thơ Ca Ngợi của nhạc sĩ Nguyên Hòa. Trong tình Ngài từ muôn đời, Ngài đã chiếm lấy trái tim con, Ngài đã ghi ân tín trên con khi núi non chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao, khi con chưa mơ mắt trao đời đã hiểu rằng tình Ngài thương đã có mãi ngàn xưa. Phong ấn nào Chúa tôi đã cất bước rơi khỏi Ngài tòa trời, mặc xác phàm Ngài đến chung kiếp sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân cho tín chung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân thiêng. Ôi cao diệu Chúa quá yêu con người, thì được gì này Ngài ơi để xứng tình Ngài thương. Xin ngàn đời, xin ngàn đời thành nhãn thơ ca ngợi tình Ngài không biên giới. Xin ngàn đời và mãi mãi ngàn đời trái tim đau xin ước nguyện trong cánh tay Chúa ấp ủ. Chót cuộc đời xin hiến dâng cho Ngài để đền ơn vô đối. Con sợ gì giàu sáng thân giả rơi, bước đi theo Ngài chứng nhân giữa đời, làm người hùng trong sứ mệnh tình yêu. Ngàn yếu đuối con lấy chi đền bồi, mau ân tình nguyện ước sẽ son sắt không thôi, tình Chúa sẽ u ấm không vơi. Xin chứng minh cho lòng thành, dấu bụi trần con hứa sẽ không vương, cho tim con ghi dấu ân thiên đường, mặt dạng người hồn thành thơi.
trường. Một đời con là áng thơ ca ngợi về tình yêu Thiên Chúa đã rộng ban, xin tuôn đổ ân phúc xuống tuôn tràn trên giáo họ giáo xứ của chúng con, để chúng con trở thành những người hùng mang sứ điệp tình yêu Chúa đến cho mọi người. Xin ngàn đời, xin ngàn đời thành áng thơ ca ngợi tình Ngài không biên giới. Xin ngàn đời và mãi mãi ngàn đời trái tim đong đầy tâm linh hồn đầy. Xin ước nguyện trong cánh tay Chúa ấp ủ cho cuộc đời, cho cuộc đời xin hiến dâng cho Ngài để đền ơn vô đối. Bước đi theo Ngài chứng nhân giữa đời, làm người hùng trong sứ mệnh tình yêu. Hồng ân Ngài Chúa ơi, ngàn yếu đuối con lấy chi đền bồi. Màu ân tình nguyện nước mãi son sắt không thôi, tình Chúa sẽ u ấm không vơi. Xin chứng minh cho lòng thành, dẫu trần đời con lệ suối ân thiêng, cho tim con ghi dấu ân thiên đường, mặt dạng người hồn thành thơi tung bước bốn phương trời. Cha Xuân Đường lên đây để cố ý hát một bài mang lấy tâm tình của tất cả quý ông bà anh chị em. Và bây giờ nếu ông bà anh chị em và cha quản sứ cho phép thì cha Xuân Đường sẽ hát một bài nữa. Từng ngày cô vắng răng mất thâm tư bao sầu đau, đôi buồn xa vắng buồn lấy con tim âu sầu. Mình con đứng đó trong vắng cô đơn trong một kiếp người, Ngài đến bên con nắm lấy tay con dìu đưa, Ngài nâng con lên đứng trên non cao và núi đồi, Ngài dẫn con lên bước qua phong ba biển khơi. Đời có Chúa những nỗi ưu phiền rồi tan biến, Ngài cứ con lên khỏi chốn vong thân. Ngài ơi, tâm tình này là tâm tình của tất cả những người con trong giáo họ Hầu Hòa. Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên từ một ngôi nhà thờ đơn sơ, ngày hôm nay đã có một ngôi thánh đường nguy nga lộng lẫy và đánh dấu cho một bước đường mới trong đời sống đức tin của giáo họ chúng ta. Thiên Chúa đang nâng chúng ta đi lên. Ngài nâng con lên đứng trên non cao và núi đồi, Ngài dẫn con lên bước qua phong ba biển khơi. Đời có Chúa những nỗi ưu phiền rồi tan biến, Ngài cứu con lên khỏi chốn vong thân. Ngài nâng con lên đứng trên non cao và núi đồi,
con lên khỏi chốn vong thân. Ngài ơi, Ngài cứu con lên khỏi chốn vong thân. Ngài ơi, cảm ơn cha quản sứ, cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bà, anh chị em, và cảm ơn các diễn viên đã nhường cho cha thêm bài nữa, rất là an ủi. Và chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau bằng một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, khi đến với chương trình buổi diễn hôm nay, cha Xuân Đường có chia sẻ với chúng con rằng cha đến đây không phải với tư cách là một ca sĩ, nhưng là một linh mục. Và quả đúng như vậy, bằng giọng hát rất ấn tượng vừa rồi, truyền cảm vừa rồi, cha đã đưa chúng ta gần hơn với Chúa, giống như sứ vụ tông đồ của Ngài. Và một lần nữa chúng con chân thành cảm ơn cha và chúc cha luôn tràn đầy nhiệt huyết trên con đường mà cha đã chọn.